Em xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của em Zippo Hải Nguyễn. Hôm nay là ngày thứ 3, 2 tây tháng 1, 2024. Em xin lên một bít bật lửa và Zippo cà lem kem chuối để giao lưu với anh em. Cách giao dịch của bên em vẫn là một chứng khoản đủ free ship, hai gói cọc giùm em 100k giá trị với 1 triệu, cọc 200k giá trị trên 1 triệu giùm em và phí cost anh em 1 triệu. Ba là anh em ở Sài Gòn thì tới trực tiếp tại Bình Tân. Địa chỉ của em có trên Google, anh em chỉ cần gõ Zippo Hải Nguyễn là có địa chỉ và định vị tới nhà em. Và bên em chỉ nhận cọc mới ship code. Và phí ship code này em nhận hàng thanh toán với nhân viên shipper giúp em. Và em cũng chỉ nhận chốt trên Zalo, SMS hoặc là gọi trực tiếp giúp em không nhận chốt trên YouTube, mong anh em thông cảm. Và em xin giới thiệu tới anh em luôn. Đầu tiên em lên mấy con bật lửa. Đầu tiên em có một con Winmaster của Mỹ sản xuất thập niên 50. Phần dưới của nó là nhôm. Con này có qua sử dụng, có phôi phai và có xước. Trên nắp có vài điểm dâm ha. Phần thân dưới nó là nhôm nha anh em. Còn nắp và phần bên trong nó là đồng, mạ rôm. Con này sử dụng bất bột. Xếp giao lưu với anh em con này là 300k. Mỹ thập niên 50 nha anh em. Quên quay nhanh quá, người cho anh em có cái lỗ của nó. Nó ghen vui ta. Winmaster cái hiệu nó nè. Bánh xe bén số 1 300. Rồi em lên thứ hai là một con cò mổ Nhật. Con này còn thân bằng đồng và nó được ốp thêm một miếng như là xà cừ. Đây cái hình này, chủ đề này nó đi theo luôn. Này ốc đá ốc săn này còn khá là đẹp ha nè. Nhìn nó đẹp đẹp, nó dễ ánh sáng ra. Ốc săn ốc đá. Bánh xe bén. Mã số 2400. Còn thân nó bằng đồng hết nha nè. Rồi một con Nhật firm Zippo. Con này cũng dòng xưa à. Bánh xe sổ chỉ nè. Vỏ ruột nó đều bằng đồng ha anh em. Vỏ ruột con này đều bằng đồng hết. Trên cái chốc lớp mạ rơm nó lòi đồng nè. Vỏ đồng ruột đồng luôn.
này sử dụng bột của bắp dây dài. Bánh xe nó cực bén luôn. Những con Nhật xưa này nó như một cái bánh xe, nó như là một cái máy bào đá vậy nè, thấy nằm lề nó nằm trong mập luôn. Xài bao sướng. Bánh xe sổ chỉ đồ, lưỡi gà gù đồ, năm chấu mập đồ, đó là bi chen như dòng Zippo xưa 5 lít. Suma hai 50k, con này là phơm regular. Rồi em lên một con phơm slim, một phơm slim cũng nhập luôn. Con này thì nó có oxy hóa nha anh em. Con này có oxy hóa. Sử dụng bất dây dài luôn, con này khá đẹp. Lưỡi gà gù luôn. Bánh nó nè. Mấy con này anh em xài sướng hơn là Zippo Slim nữa. Ruột nó được mạ vàng luôn. Con này là cũng mà vàng bên mà ngoài vỏ nè, nhưng mà nó hơi phôi phai và nó có oxy hóa nè. Con này xài là sướng hơn con Zippo Slim nữa. Bánh nó cực bén luôn. Lưỡi gà thì cực khỏe. Không cấn mớp gì hết không. Hút lúc nhàn đồ khá ok luôn. Con này hầu như là nó chưa sử dụng, thấy nó chưa sử dụng á, tim nó còn khá là đẹp. Mà nó có oxy hóa. Rồi 150. Mã số 2 150. Ủa, mã số 4 kìa. Rồi, em quay chiếc bô. Một con xước bụi, chủ đề về dầu nhớt BB anh em. Con này sản xuất 2.7 không thất. Về lối đẹp. Đây nó có hơi té té nhẹ, nó hơi vuông vuông góc xíu. Dòng này là bao anh em xước luôn. Những anh em nào mà không kỹ tính nó xài là khỏi sợ, bởi vì nó xước sẵn, nó làm cái kiểu xước sẵn, tên gọi của nó là Stead Room. Tâm chung chùa luôn. Con này ruột trùng 5 tháng. Chưa sửa chữa ha anh em. Con này được cái âm nó khá là phê luôn á. Dành cho anh em mê âm thanh. Ruột trùng 5 tháng, âm hay. Chưa sửa chữa, nghe cái tiếng nó đã. Trùng 5 tháng luôn ha. Và chủ đề của nó, những cái chủ đề mà trên dầu nhớt. Chủ đề này chủ đề BB này, dầu nhớt. Nghe cái âm thích thật. Anh em nào xài, anh em nào không kỹ á, xài con này thì khỏi sợ nó cày xước. Số 5. Âm cũng hay nè, cùng 5 tháng nè. 370. Ở
Đây một con stack rơm luôn, con sứt bụi luôn, chủ đề anh sơn hấp nhiệt 211. Con này nó có một lớp sơn nhưng mà cái âm nó như vậy là nó cũng tốt lắm nha anh em. Nó cũng có độ ngân vàng á. Nó hãm một chút âm rồi. Mến bén luôn, chưa sửa chữa luôn. Cuộc cùng 5 tháng luôn. Con này cũng sử dụng ít. Còn cờ cũng còn khá đẹp. Khoảng một hai lần xăng gì đó. .350. Mã số 6. Thì hôm trước còn mấy con Antique nhìn sót là con này thuộc của khách, khách có dán emblem sẵn. Con này trong tình trạng là new, chưa qua sử dụng. Hôm trước em bán 380 mà cái con không có emblem, vì em bán con này cho anh em là có emblem nè, anh em không thích tháo ra cũng được, 380 luôn, tình trạng là chưa qua sử dụng. Ruột trùng 521 chưa qua sử dụng nè, hỗ trợ và canh chỉnh hầm cho anh em, bởi vì nó sản xuất ra nó vẫn để cái độ rơ. Con này là chưa qua sử dụng nha anh em. .380. Có anh em thích hàng chưa qua sử dụng, có hàng chưa qua sử dụng, giá mềm cho anh em mọi thuốc. Anh em chốt thì có yêu cầu canh chỉnh âm thì bảo em để em làm. Mã số 7, 380. Lên một hai con sưa, một con 66 qua sử dụng, cấn dâm phôi phai, lề thì đều đặn, nó cấn dâm nhiều. Chỉ có cấn dâm thôi chứ không có cấn mớp gì nặng ha anh em. Anh em thích chơi giọng xưa thì để con này mồi thuốc nó cũng khá ok. Ông lấy tụi em lên tôi bán luôn. Đây, ba đâu luôn hết rồi đó. Thấy sao không ra lấy, không thấy chạy ngang luôn. Ngắm đem vô giùm mẫu nhắc luôn. Ai biết đâu em có rảnh đâu. Thì nó có chỉ có cấn dâm theo kiểu dòng xưa thôi nè, còn cấn bắp nặng thì không có ha. Cũng có phôi phai nhẹ, phôi phai nhẹ lớp rơm, lề lối thì nó đều đặn khá ok. Em chơi dòng xưa chơi con này em bán anh em rẻ con này anh em chơi. Âm cũng khá ok, em có thay cúc lề nha anh em. Qua thời gian sử dụng không thay thì khỏi sử dụng luôn con này. Lưỡi gà lá lúa. Và cái ruột này là ruột 68-70. Nó không có bát ha. Ruột 64-67 á thì nó có bát. Nó vẫn là 6 hàng chữ nhưng mà dưới thay chữ Made in USA này là nó bát 251-191. Ruột này thì xem như là ruột lệch, mà được cái là linh kiện là original.
lề zin cho tới cái cam hay là lưỡi gà bánh xe, nói chung là được cái là zin tinh kiện đều zin hết, ăn cũng khá ok. Xem như là lệch ruột ha anh em, nhưng mà nó vẫn là cái giai đoạn 68 tới 70, còn con này là cái vỏ nó là vỏ 66 750. Anh em thích hàng xưa thì chơi, nói chung thì cái vấn đề của nó trùng thì nó cũng không quá quan trọng lắm, bởi vì nó cũng là lưỡi gà lá lúa. Nó chỉ khác cái bát thôi, cái bát nó 68 tới 70 thì nó không có bát. Một con Canada của một hành khách, em thu lại của khách hôm trước, mấy cái con mà khách đó, anh đem về anh khách anh chơi theo ý thích của anh. Nói chung con này qua sử dụng và nó cũng có cấn, nó có cấn ha nè, nó cấn vuông gốc, lề lối đều ok và được cắt hai mặt. Con này giai đoạn 6x, căn cứ vào ruột đó, con xăng luôn. Con này em thu lại của anh khách, anh chơi nhiều cái nhiều con zip mà anh thích anh khắc lên lưỡi gà đá lúa ha, tốt đặc. Ruột nó cũng có hơi xước nhưng mà vẫn thấy là 1950 nè ha. Batten Sipo 1950, nó có hơi xước nhưng mà vẫn thấy hay mang máng nha. Rồi con này 1003, càng 6x ha, nãy giờ mở ra nó hơi bay xăng nhưng nó chưa thấy. Đó, tình trạng nó như vậy. Mình tính ra dòng can á, dòng can dòng này mà 6x như vậy thì cũng giống như con 6x Mỹ vậy nè. Cái giá giống như giá con này là 750 á, là một con 6x. Mà con can thì giá của 1.300 của một con 6x thì nó là khá là rẻ anh em. Để vì nó theo tình trạng của nó. Xà bao lạ luôn. Đây, cắt hai mặt luôn. Rồi em lên một con chưa qua sử dụng. Một con chrome file xước hai mặt chưa qua sử dụng. Sản xuất năm 96. Tình trạng của nó chưa qua sử dụng nhưng mà nó có cắt kiểu để mà làm quà tặng với nhau á. Còn tình trạng của nó là chưa hề qua sử dụng ha. Anh em có thể mà thích để trơn thì cũng sử dụng được, mà có thể là mình để mình dán em le lên mình che cái điểm này cũng được. Cái tại vì cái nét khắc của nó là khắc bằng máy khá đẹp chứ không phải khắc bằng tay bậy bạ. Và nó chưa có sử dụng, em đã có canh chỉnh năm cho anh em luôn rồi. Qua sử dụng nha anh em. Ruột trùng 5. Cái dòng La Mã
650. Con kêu qua sử dụng. Linh kiện để có thể bảo quản hoặc là làm quà tặng sinh nhật hay là cái gì đó cũng được. Một con La Mã niêu chưa sử dụng 650.000. Để xuống 10. 650 tặng hộp. Em có thể về kiếm emblem nào đó đồng xu hay là gì đó mình dán lên cũng được để mình che cái chỗ xăm tên này lại cũng được. Rồi tiếp tục một con y vậy nữa. Cũng có xăm luôn, cũng sản xuất năm 96 luôn, rồi phải sướng còn như thế này cũng có xăm rồi. Này kiếm đồng xu nhỏ nhỏ dán lên thì nhìn nó cũng lạ lạ đẹp đẹp, 96 luôn. Được cái con này là nó em có sôi là nó ruột trùng 5 tháng nên giá nó sẽ cao hơn. Để cho anh em thích ruột trùng 5 tháng thì kêu qua sử dụng ha. Cũng khá ok luôn á. Đây con này ruột cùng 5 tháng luôn. Em xin thêm 50k. Quá sử dụng nha anh em. 700 và tặng một cái hộp linh kiện luôn. Hộp thiết linh kiện cho anh em. Năm khá ok. Mã số 11. 700 tặng hộp. Thì anh em cũng thể để làm quà đi sinh nhật cũng được. Anh em bạn bè gì đó, bây giờ đi sinh nhật giờ cũng 5-7 xị là chuyện bình thường rồi. Tặng cái quà còn giá trị hơn thì nó còn nằm đó. Rồi em là một con chrome phai xước về chủ đề tàu chiến. Siêu hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan CVN 76. Sản xuất 2003. Con này thì tình trạng chưa qua sử dụng nhưng mà nó có những cái vết chóc chrome này nè. Có những cái vết chóc chrome. Khá là đáng tiếc. Còn chủ đề về tàu sân bay và tên này là cũng là tên của một tổng thống, tên của một tổng thống Ronald Reagan. Tình trạng thì chưa hề qua sử dụng nhưng mà nó lỗi rơm. Cục trùng năm 2003. Đây, những điểm lỗi của nó đây. Tàu sân bay bị lỗi gì đâu đó cá tiếp 12750. Con này em cũng tặng hộp cho anh em luôn vì nó chưa qua sử dụng.
mạ vàng hồng. Con này là nó được mạ tại Việt Nam nha anh em. Con này mạ vàng hồng tại Việt Nam. Và nó mạ lỗi. Con này là 87. Nó mạ lỗi cái phần ở dưới. Nó mạ lỗi. Bên trong nó mạ full bên trong luôn. Mạ vàng hồng nha anh em. Đây nó mạ vàng hồng. Cái tiền công mạ full mà mạ vàng hồng này á, thì nó tầm cỡ 6-7 xị á. Nguyên con. Mà anh em mà thích cái gọi là nó về vẻ đẹp để trưng bày thì cái lỗi này nó do cái lỗi người mạ 87. Cái mạ luôn cái ruột luôn. Cái này là màu vàng hồng ha anh em ha. Nó thì theo tình trạng như vậy thì anh em chơi để trưng bày thì để trưng bày mã full luôn nguyên con. Cái này thu là của khách. Nó pha mã full vàng hồng. Chủ đề là chủ đề zin đó anh em. Chủ đề hai mặt này zin. Và được mã lại thôi. Đó, anh em chơi thì trưng bày thì bài cho nó mọc rồi thì chơi trưng bày con này. Phần mọc đáy là nó có mạ lỗi nha. Em có mô tả cho anh em để anh em nắm rõ đây. Con này em giao lưu với anh em là 1150 và tặng cho anh em một cái bút nhung nếu như mà anh em để trưng bày đồ này nọ. Thì chứ còn một con 87 cái tiền mạ của nó không á, full như vậy á là tầm 6-7 xị rồi. Tiền mạ full đó. Sáu bảy xì là giá rẻ. Mã 13 1150 bút nhung ha. Tặng một cái bút nhung để anh em mà trưng bày. Cái còn mạ không lỗi á, mà nó mạ kiểu đẹp á là giá trị nó cao hơn nhiều lắm. Một con 87 anh em. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Những anh em mới xem kênh chưa đăng ký cho em xin một lượt đăng ký, like và chia sẻ giúp em xin cảm ơn rất là nhiều. Em một lần nữa em cũng xin cảm ơn tất cả anh em luôn quan tâm đồng hành theo dõi và ủng hộ kênh của em. Xin hẹn anh em ở những video sau giờ công chiếu của em là 19:30. Xin chào tất cả anh em và chúc cho anh em và gia đình có một buổi tối an lành và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.